Hôm nay là tối thứ sáu rồi đó, mà hôm nay tôi cố tình tôi không có đi nhậu để lên để làm livestream thôi đó cả nhà, bởi vì phải công nhận là hồi tuần rồi á Hùng cũng hơi bị bận, mà cái tôi có vì bị bận rồi sau đó mình cứ chơi trên Facebook và mình coi trên mấy cái trang Facebook đó thì mình mới phát hiện ra là có một cái clip mà Hùng mới vừa thấy về vấn đề tình trạng làm nail của một cái tiệm mà mình nói tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt đó là tiệm nail nói. Thì mình rất là bức xúc, cho nên là cũng thấy có nhiều người comment và cũng có nhiều bạn biết cái báo nhiều chuyện của tôi, nhắn tin: anh Hùng ơi, trời đất ơi, em mới vừa coi cái clip này về cái tiệm nail nói này, nó đang bị người ta lên án cái vụ này này, anh Hùng ơi, anh lên đó anh lên đó anh mổ xẻ ra đi anh ơi. Trời, thì đúng là tôi nói là tôi không phải là nhiều chuyện, mà tôi đã dặn lòng là không có được nhiều chuyện rồi, đã bớt bớt lại rồi mà cứ bị thúc đốc là tôi phải lên đây để tôi ngồi tôi nói về vấn đề cái tiệm nail nói. Và tôi đang tu cũng không được luôn đó cả nhà, là cái câu chuyện của cái tiệm nail nói. Chờ Hùng một xíu nha, để Hùng share cái video của mình vô trong cái trang Facebook của mình, rồi sau đó là mình tiếp tục cái câu chuyện. Share rồi chưa trời? Share rồi chưa? Trời, bấm cái sao nó ngọt ơ vậy trời. Rồi đây rồi, có rồi đây. Thì hy vọng là sẽ được có nhiều người coi. Tôi nói cái báo của tôi rất là lạ, hỏi mà có nhiều người coi á là tôi nói nó rất là hứng mà rất là lâu, rất là dài. Còn ai mà không có share á, hoặc là không có nhiều người coi là tự nhiên tôi bị mất hứng à. Thôi bây giờ đã biết cái báo của tôi vậy rồi, thôi share cái video của tôi đi để cho tôi nói cho nó hứng lên chút xíu coi. Tôi nói cả một tuần rồi, cái câu chuyện của cái tiệm nail nói tại Atlanta chó chà gì đó, hình như là Atlanta hay sao á, hay là tôi biết là chó chà mà không biết ở thành phố nào. Thì cái câu chuyện nó là như vậy: có một người khách đi vô trong một cái tiệm nail đó đi làm móng giả, và tôi có thấy trong cái clip đó thì cái người khách đó cái mang cái móng cũng khá là dài. Thì cái móng dài mà cả nhà biết mà, làm bột móng dài thì mình phải đắp cho nó dày lên, chứ nếu mà mình làm mà nó mỏng quá, nó về nhà nó rớt cái móng ra thì sao, mất công là phải bán vốn thì sao. Bởi cho nên là người thợ làm cái móng dày lên cái móng dài là chuyện rất là bình thường. Thì khi mà về nhà không biết là bị chuyện gì đó, thì cái người khách đó tới cái tiệm, liên lạc với tiệm nói là: ồ, từ cái lúc mà làm cái bộ móng giả, móng tay dài đó, thì về nhà có một cái ngón kia nó rất là bị đau đớn và nó sưng, họ chịu không có nổi luôn, và thấy nó sưng lên thì có lẽ giống như là bị ươm mủ hay là bị infection gì đó. Thì thường thường đó là mình thấy trong cái nail có móng giả thì mình thấy nó cũng có đại nhiều cái lý do khác nhau, có người thì bị nhiễm trùng, có người thì có thể là bị dị ứng hóa học, hay là có nhiều người người ta về nhà người ta uống thuốc bị bệnh đó, có nhiều người ta đang bị bệnh mà người ta uống cái thuốc gì thì cái thuốc của họ uống nó cũng làm dị ứng cho những cái gì mà tác động bên ngoài nữa, nó cũng có nữa. Cho nên là cái tay làm móng giả trong tiệm nail mà về nhà bị những cái gì đó làm sưng lên rất là thường trực. Thì cái người khách này á cảm thấy đau đớn, rồi sau đó thì đi tới cái tiệm đó nói là: nè, cái tiệm nail nói tao tới cái tiệm của mày làm móng tay mà giờ nó sưng húp lên vậy nè, tao cảm thấy giống như là đang bị nhiễm trùng đây. Thì cái tiệm nail nói đó trả lời với vị khách là: đâu có đâu, mày làm ở tiệm nào chứ làm gì mày làm tiệm tao, trời, mày làm tiệm tao suốt mấy mà cái tay mày nó làm vậy đó. Thì cái người khách đó đưa cái receipt ra luôn: nè, nail nói, trời ơi, tao nói thiệt, cái tao có nói gian gì đâu, cái mặt tao nhìn gian, cái tao nói thiệt, đây nè, cái receipt, đây là cái receipt của cái thẻ credit card mày quẹt tao đây nè, tao tới tiệm mày tao làm thì tay của tao giờ nó sưng vô sưng húp lên rồi, bây giờ dần sao đó. Rồi sau đó thì cái câu chuyện nó tới đó là ngưng. Rồi sau đó cái người khách đó đi về nhà đi gặp bác sĩ rồi tháo móng tay ra, rồi sau đó bác sĩ nói là sẽ rút ra mấy cái mủ và mấy cái chất bệnh infection trong móng tay đó ra. Rồi sau đó bà khách đâm đơn đi thư kiện cái tiệm nail nói. Thì khi mà Hùng coi cái video đó tới cái khúc này là mình đã hiểu đại khái rồi ha, là câu chuyện rất bình thường, không phải là mình nói Việt Nam mình làm tay nghề lúc nào cũng bị đụng chạm khách thưa, mình không có nói ý định như vậy. Nhưng khi mà mình mở một cái tiệm nail, cái chuyện mà khách thưa là cũng khá là thường trong cái kỹ nghệ làm nail. Tại vì cái kỹ nghệ làm nail mình làm tới mấy chục năm rồi, chứ có phải là một mai một sớm một chiều gì đâu mà không ai thưa kiện. Thì cái tiệm nail bị thưa thì người chủ bắt đầu gọi công ty bảo hiểm để cho công ty bảo hiểm để người ta lo.
thì chuyện nói chuyện rất là bình thường thôi. Đại đa số là tiệm cũng có tiệm thưa, người ta thưa đủ các kiểu, thưa cái việc này, thưa đúng, thưa sai cũng có, thưa cố tình lấy thêm nhiều tiền với công ty bảo hiểm cũng có, nhưng công ty bảo hiểm đó là cái việc của họ. Mình là chủ tiệm nail, mình chỉ việc là mình báo với lại công ty bảo hiểm của mình là có người khách thưa kìa, tụi mày kêu luật sư đi tìm vậy đây, đi nói chuyện vậy đây hay điều tra vậy đây, thì cái chuyện đó là mình sẽ không còn quan tâm nữa. Là bởi vì bên cái công ty bảo hiểm đó họ sẽ không có nói cho mình nghe là cái câu chuyện nó đi tới đâu và mình thưa kiện là bao nhiêu tiền. Hiếm có công ty bảo hiểm nào báo cho mình biết là mình bị thưa kiện là bao nhiêu tiền hoặc là người khách đang muốn gì, bởi vì đó không phải là chuyện của mình, chuyện đó là chuyện bên luật sư và bên công ty bảo hiểm. Thì nghe cái câu chuyện đó rất là bình thường, tới đó là bình thường, nhưng tôi coi cái clip đó đó tôi bị động lòng và tôi bị hơi bị tức ở một điểm là tôi không nói về bà khách, tôi không nói gì cái tiệm nail nói, mà tôi nói cái quan quay video là cái đài truyền thông, là cái tin tức đó. Thì cái clip mà Hùng coi đó là cái clip đó là clip của news, thì của một cái kênh làm truyền thông khá là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì có một cái vẻ thôi, cái vẻ của cái video. Thì dĩ nhiên là mình coi cái video đó mà mình muốn coi, ví dụ như là coi phim Tề Thiên thì mình cũng phải coi từ đầu cho tới đuôi. Thằng Tề Thiên nó đẻ ra từ cục đá rồi sau đó nó nhập bọn cho bốn người đi thỉnh kinh rồi sau đó nó mới lên trên trời rồi này nọ. Thì nó phải có từ A đến Z. Thì thường thường đó cái cách mà làm bố cục của cái video thì họ cũng phải cần làm từ A đến Z để hướng dẫn người coi, nó coi mỗi lúc một say mê và nó ghiền lên, là chuyện đó chuyện rất bình thường. Thì cái news này họ làm cái clip về cái tiệm nail nói với cái câu chuyện người khách đó, thì họ cũng hướng dẫn người coi đi từ đầu này qua từ đầu kia. Thì cái này là cái mà tôi bị hướng dẫn và tôi rất là ghét. Tôi ghét ở một điểm, chuyện nào nó ra chuyện nấy. Lý do tại sao mà cái người news này đó mang những cái video rất là nhỏ, cái cài áo thôi, camera cài áo, rồi có headphone cài áo rất là nhỏ, họ đi ra mặt vô trong tiệm. Thì cái cô đó, cô nàng mà đưa news đó, cô nàng mà làm cái video đó đó, đi song song vô tiệm. À, chủ mày đâu? À, giám đốc mày đâu? Ta muốn trò chuyện chủ của mày. Thì có một nhân viên ở trong cái tiệm mà nail nói đó, nói à, không có chủ đây, vậy à, giám đốc tiệm nail đâu? Để ta muốn phỏng vấn điều này điều nọ. Thì cái điểm đó dĩ nhiên là mình người Việt Nam mà mình thấy tự nhiên ai vô song 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 mà nói kiểu gì, ai là không mắc hồn mà đã gì còn đưa tivi, còn đưa camera quay tùm lum tà la nữa, ai là không né, đúng không cả nhà? Thì cái điểm đó là cái điểm mà tôi thấy trời, sao cái công ty news này nó lụ đạn dễ sợ luôn đó. Tôi không có biết luật về vấn đề news như thế nào, nhưng mà theo lẽ bộ nó muốn chui đâu nó quay hả trời. Tôi không có biết là có đúng hay không, nhưng mà làm cái thao tác nó ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ nail của mình nó rất là lớn. Đặc biệt nhất là chưa gì là đã ảnh hưởng với cái tiệm nail nói rồi, là tôi thấy là đã bị ảnh hưởng trước rồi đó. Chưa gì là bị ảnh hưởng trước, bởi vì đưa lên trên tin tức kiểu gì ai là mất hồn mất dí, khách nào nó vô. Mà đã gì quay mà không phải là quay bình thường đâu, quay rồi sau đó tôi thấy cái những cái đoạn quay rất là chi tiết, nhất là cái cục mà Magnus trong cái hệ thống ghế spa của mình, là cái chết 500 nó quay để mà nó đánh bọt lên trong cái bộ làm chân đó. Thì quay vô đó, khi mà quay vô cái hình đó thì phải lồng tiếng vô nói về cái vụ gì. Ờ, coi chừng vệ sinh kìa, cái cục quay 500 này á, nó có nhiều vi khuẩn đồ này nọ nghe. Rồi sau đó quay qua cái khúc mà mấy cái đầu dũa, rồi sau đó cái cây dũa. Ờ, coi chừng nha, làm nail trong tiệm nail á, mấy cái đầu dũa nó không thích xếp trùng. Rồi mấy cái cây dũa cái bắp phở xài lại sợ không chịu dục đi, người ta phải hài xong người ta dục, cho nên bởi cho nên nó hay bị nhiễm trùng nhiễm độc đó, coi chừng đó. Thì cái câu chuyện mà trong cái video đó tôi coi chướng mắt kinh khủng, là chướng mắt là bởi vì tôi biết chắc chắn là nó ảnh hưởng tới cái tiệm nail nói cực kỳ là cao. Thế nào rồi bà con nào mà đang làm khách của tiệm nail nói mà coi cái video mà trong cái đài news của nó là cũng té ghế ra không dám tới nữa chờ coi. Là bởi vì cái kiểu họ dẫn dắt câu chuyện á, làm cho người ta liên tưởng á, ôi đừng tới đây nữa tại vì nhiễm trùng nhiễm độc rồi người ta thưa nhau kìa. Cái kiểu nó là như vậy đó cả nhà. Bởi tôi rất là bức xúc về cái điểm này. Thì khi mà tôi coi xong cái clip đó đó, hôm nay đó tôi lên đây tôi nhiều chuyện về cái câu chuyện này, không phải mình muốn nói thêm về cái tiệm nail nói, mà tôi cũng không muốn nói thêm về vấn đề của đài truyền thông của công ty Mỹ. Thì mấy tụi nó, người ta làm video thì người ta có triệu cách, có pháp lý hỗ trợ sau lưng họ, cho nên họ nhiều lúc họ cũng rất là lụ đạn. Họ làm những cái video mà nó chỉ có mang tính cách là khai thác người coi thôi, họ không có cố tình giết mình, họ không có cố tình để mà lên án một cái vụ việc gì trong tiệm của mình. Họ chỉ muốn khai thác người coi, nhưng vì cái điểm khai thác người coi mà họ ảnh hưởng tới một ai đó thì tôi không có ưa.
Ví dụ như giờ tôi đây, tôi rất là khai thác người coi, tôi rất là muốn người ta coi tôi luôn đó, tôi rất là muốn người ta share cái livestream của tôi đó, nhưng mà tôi không muốn hại ai, đúng không? Trời ơi, thì mình nói vậy thôi, nói thì tôi muốn người ta coi tôi thì tùy lòng hảo tâm đi, người ta tự share, người ta tự làm, nghĩa là người ta tự coi, thì cái điểm đó là cái điểm mà mình cần, chứ không lẽ giờ tự nhiên tôi đem đi hại ai đó để tôi cầu cho người ta coi, là coi đi, tôi chuẩn bị tao hại ai đây này tụi bay ơi, tôi không có thích làm cái điều như vậy. Thì mỗi người ta đều có một cái tư duy làm việc khác nhau. Nhìn mặt tôi thì cũng không phải là mình nói là đạo đức, nhưng mà thật ra là mình không có cái máu đó, tôi không biết làm cái cách đó và tôi không thích làm cái cách đó, bởi cho nên tôi cứ bị lũ đạn hoài nó là như vậy. Cái video của tôi ít có người coi là ở cái điểm đó, là bởi vì tôi không có muốn làm những cái gì đó mà nó mất đạo đức hoặc là hại một ai, cho nên không có không có thể làm được cái điều đó. Thì cái công ty news á, họ không có khe, họ chỉ khai thác là khai thác của người coi thôi, làm những cái tin động trời thôi, cho nên họ quay rất là kỹ và ảnh hưởng tới cái tiệm neo nói ở chó trà cực kỳ là cao. Thì khi mà tôi coi xong cái video đó rồi đó, tôi mới rút tỉa ra một cái kinh nghiệm nó như thế này. Trong cái giới neo của mình bây giờ đó, thì thật sự là nhiều người xài iPhone và smartphone quá, nó không như là mấy chục năm về trước. Mấy chục năm về trước là mình không có điện thoại nhiều, mình người ta không có mang mấy chục hình như trong cái tiệm neo của mình để người ta chụp mình, bắt quá cái lộn hồi rồi mình ai nấy về nhà gọi điện thoại cáo trạng nhau vậy là xong. Nhưng bây giờ đó, vấn đề mà social media rồi vấn đề smartphone nó ra nhiều quá, cho nên ai cũng có phone, mà bây giờ người ta xài phone nó giỏi quá, đến nỗi những cái thao tác quay rất là nhẹ nhàng mà mình không hề biết họ quay phim mình. Đặc biệt nhất á là nhiều lúc mình làm những cái tư thế mình làm chân đi, thì khách ngồi trên ghế spa họ cứ đưa cái điện thoại như vậy, nhiều lúc á họ tự nghĩ là mình nghĩ là họ lớn tuổi nên họ đưa cái điện thoại xa xa ra thì để mà họ coi cái video, coi Netflix hay là coi phim, coi chơi social media, nhưng mà mình đâu có biết là họ bấm cái nút quay trong cái lúc thao tác mình làm chân ngoại não đâu, mình không hề biết luôn, là bởi vì người ta xài smartphone quá tiện và quá rành. Cho nên nếu mà mình là thợ nail đó mà mình cứ ngồi đó mình để ý coi người ta có quay mình hay không, mình không thể nào bắt gặp được người ta được, hoặc là người ta đứng lên người ta đi lua cái điện thoại một xíu thôi là người ta cũng có thể quay được cái tiệm nail của mình rồi. Thì vậy vì cái điểm đó đó thì tôi thấy cho chắc ăn, mình ráng làm sao làm cho nó sạch sẽ nhất có thể là tốt rồi. Chứ nếu mà mình sơ ý mà lỡ mà người ta quay một cái việc gì đó của mình mà người ta tung lên social media như cái đà như thế này đó, thì nó rất là dễ ảnh hưởng tới cái tiệm. Thì dĩ nhiên á là cái tiệm đó là chủ là người ta lo với đích, còn thợ thì bắt quá nghĩ tiệm này qua tiệm khác thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà thợ nè mà bị người ta quay á, cái mặt của mình lên trên social media mình cũng bị tệ hại. Đừng có bao giờ tách rời ra tiệm này tiệm của người ta không phải tiệm mình không có khe, đừng có nghĩ vậy. Nếu dính chung với nhau hết trơn á, đang chia 6-4 thì mình phải chịu dính chung hết trơn á, người 4 người 6, chứ không có một cái kiểu như ở tiệm cái này đâu phải của mình đâu, mình không có lo. Bởi tôi thấy cái điểm rất là quan trọng đó cả nhà. Thì tôi á thấy á còn một cái việc mà nó khá mà để dễ cho người ta gài vấn đề vệ sinh nữa đó, là những cái đầu đồng khi mà mình vũ móng giả đó, đại đa số mình không có biết cách sát trùng cái đầu đồng đó, là bởi vì mình sơ ý, mình đua, mình không có thời gian, mình quên, chứ không phải là mình không có biết là vệ sinh là gì. Thì thường thường đó, cái đầu đồng và tất cả những gì mà dụng cụ mà nó bằng kim loại đó trong cái tiệm nail mình đó, thì Sexpot chung 50 tiểu bang đều phải ép sát trùng mới được xài lại. Chứ bây giờ mấy cái đồ mà đồ đồng đó, không lẽ giờ xài con dục tiện đâu xài dữ hả? Ví dụ như cái đồ mà cái sandpaper mà cái miếng giấy nhỏ để mình nhét lên trên cái đầu để mình vũa thì mình có thể xài sử dụng một người khác rồi mình dục được. Chứ bây giờ nếu mà cái đầu đồng nó mua rẻ bèo nhất cũng phải là 10 đô một cái, mà không lẽ giờ mình xài xong dục. Mà đặc biệt nhất là những cái đầu đồng mình mới mua về nó biến quá, mình vũa nó hay chảy máu, bởi vì mình thích xài những cái đầu đồng mà nó lục một tí để mình vũa cho nó an toàn. Mà khi mà mình đã tìm ra được cái đầu cưng rồi á, mình đâu có muốn giục đâu, mình đâu có muốn gãy, mình đâu có muốn gì, bởi mình đi cắt không à. Mà cắt kỹ quá nó thành dấu, mà cái cắt kỹ nó thành dấu, dấu ở đâu có sát trùng đâu. Bởi cho nên là quan tâm là mình phải nên để ý cái việc đó, là mình phải sát trùng ở tất cả những cái đầu đồng đó luôn. Thì nó có nhiều cách sát trùng. Nếu mà tiệm các anh chị nào mà đang xài Borosite đó, thì mình có thể ngâm trong cái nước Borosite đó chung với lại kèm. Thì kèm mà mấy cái kèm mà mình cắt da tỉa móng đó mình cũng phải sát trùng, mấy cái clip móng cắt móng giả cũng phải sát trùng, cái gì tay mình đụng vào là phải sát trùng hết. Chứ nhiều người ta hay chia loại, Việt Nam mình có thói quen Việt Nam mình cũng rất là lạ. Tới đây Việt Nam mình á, tới đây không biết cái bệnh này gọi là cái bệnh gì, nhưng mà theo tôi là tôi thấy á là mình có ý tứ, mình có biết mà làm như mình không có chịu làm hay gì hết cả nhà. Tôi nói làm như mình không có chịu làm,
Mà khi mà có người nào đó mà đi thúc giục nói trong tiệm làm đi là bắt đầu cáo cáo, cái tiệm nó ớ là mày đặt nói vấn đề sức khỏe, có gì đâu, làm cách 10 năm nay có ai sát trùng nhiễm độc gì đâu, sợ. Cái kiểu vậy, hoặc là có nhiều người tự tin, tôi vũ đâu bao giờ chạy báo đâu mà lây bệnh chị cho nó mệt dữ hả? Trời, nhiều lúc đó mình đâu có biết là bệnh gì đâu. Trời, tôi nói coi tin tức kìa. Tại đây cái bệnh gì mà cái gì monkey pox đó, có nghĩa là cái rạ của con khỉ đó, tôi không biết con khỉ lý do tại sao mà nó truyền cái rạ ra cho người ta. Rồi bây giờ xúm nhau là đi la làng lên thành phố này thành phố nọ. Hồi xưa mấy tuần trước nghe tin tức nói vấn đề mà bệnh con khỉ đó là da với da thì nó mới đẻ ra cái bệnh đó. Có nghĩa là mình đụng da với nhau, mình ôm ấp, mình ngủ với nhau, mình yêu thương nhau thì nó mới đẻ ra cái bệnh của con khỉ trái rạ. Còn bây giờ nó không có nữa luôn rồi. Trời ơi, tôi nói hả? Cái nước trái rạ của con khỉ đó nó có một cái chất nước nhờn giống như gọi là mũ máu gì đi. Mà lỡ mà cái hộp đó mà nó bể ra đó, mà nó dính ở trong cái chỗ nào mà mình lấy tay mình quẹt vô mình cũng bị luôn kìa. Thí dụ như là ở cái chỗ mà hả, nhớ cái mặt của anh quá hả? Thì cái mặt người ta đây nè, trời ơi, nhớ thì đãi uống cà phê đây, rồi tôi bay qua cho, có gì đâu, cửa giấy máy bay chỉ có dưới 1000 đô chứ ở nhiều đâu, trời ơi, làm neo không lẽ không có điều kiện, mệt quá, nhớ thì gọi điện thoại giao thôi, có liên quan vậy đâu. Bởi tôi nói cái bệnh trái đạ bây giờ nó lây lan tùm lum. Mấy bữa tôi đi cà nhẩm, tôi ở khách sạn làm tôi cũng hoảng hồn. Là bởi vì cũng nghe nhiều người lên án nói là những người nào mà bị bệnh trái đạ con khỉ đó, rồi họ nằm trên một cái giường, một cái ra giường vậy đó, họ đụng gì đó trong khách sạn, mà nếu mà khách sạn mà không có vệ sinh kỹ, mình là vô mình nằm vô mình dính cái đó mình cũng bị luôn á, chứ không phải là mình đụng da da đâu. Không phải là ôm ấp ai nó mới đẻ ra cái bệnh trái đạ con khỉ đâu cả nhà. Bây giờ cái bệnh con khỉ đó nó ghê hồn lắm luôn rồi, tôi nghe tôi cũng phát ớn luôn. Mà bây giờ mình nghĩ đi, cái thế giới này nó mỗi lúc nó cứ đẻ ra con này con nọ, miễn là mấy cái con quỷ gì mà nó cắn như mình là mình phiền đầu rồi. Nó hết là con cái gì à, trái đạ con gà, rồi sau đó chuyển qua con chim, rồi con bò nó cũng nổi đen. Đó, đủ con heo rồi nó còn có lóng mỡ, đó cái gì mỡ móng lở. Bởi cho nên là cái gì nó cũng có bị bệnh. Mà bây giờ thử nghĩ, mình ngồi làm neo mà khách đi vào trong tiệm của mình đó, một ngày mà mình dũa tới mười mấy hai chục người khách, mình đâu có biết sức khỏe của họ là ai đâu. Nhiều cái bệnh của họ mình đâu có biết đâu, mà mình đè đầu người này mình dũa, rồi mình qua người khác mình dũa, rồi mình qua người khác nữa mình dũa, thì dĩ nhiên là dũa tới dũa lui bao nhiêu vi khuẩn vi trùng thì nó cũng phải dính qua dính lại dính tới dính lui. Mà đâu có ai biết là sức khỏe người nào yếu, sức khỏe người nào mạnh. Người ta may mắn, người ta mạnh thì người ta qua được, chứ nếu lỡ người ta yếu về nhà người ta dập dờ rồi, có phải mình là người gây tai nạn không? Mình là người làm neo thì mình sẽ là người thực sự là mình đi truyền bá những cái bệnh hoạn cho người ta đó. Đó là chưa kể vô tình mình còn truyền cho mình nữa chứ. Tại vì dễ dầu gì mà mình không cầm như mấy cái đầu đũa đó, mấy cái kèm kìa, mình không phải lấy tay mình cầm mình mới bắt cắt kèm được chứ. Mấy cái kèm mà cắt móng mình cũng có, cái gì mình cũng đụng tay vô. Nếu mà mình không có giữ vệ sinh á thì bệnh mình cũng bị lây nữa chứ đừng nói chi mà những người khách. Bởi tôi thấy cái điểm đó là cái điểm rất là quan trọng. Thì trong cái đoạn clip mà của tiệm nail nói, nó quay rõ ràng luôn và nó nói đúng là rõ ràng luôn là như vậy đó. Có nhiều cái đầu đồng á, mình bị sơ ý không sát trùng ở những cái đầu đồng khi lúc vũ bột. Nếu mà vậy thôi giờ mình ráng suy nghĩ làm cách nào để sát trùng cho nó gọn nhất đi. Thí dụ như là những lúc mình không có sử dụng á thì mình nên bỏ trong cái máy hấp để cho nó giết vi khuẩn. Nếu không là mình phải dùng nhiều alcohol để mình ngâm trong alcohol, mình chùi, rồi nếu không mình ngâm trong cái barbicide. Có nhiều người có những cái quan niệm rất là lạ mà đối với Hùng thấy nó không có đúng. Nhiều người nghĩ nếu dùng những cái đầu đồng đó ngâm trong barbicide hoặc là sát trùng ngâm trong một cái dung dịch gì đó sát trùng á thì nó sẽ bị mòn cái đầu đó. Tôi thấy nó không có đúng. Người ta đã làm bằng đồng, người ta đã bằng sắt rồi, dễ dầu gì mà mòn. Dù nó có mòn thì đi dục đi mua cái khác. Trời ơi, có 10 đồng một cái đầu thôi chứ có gì đâu mà mình đâu cần phải giữ một cái đầu đó mà mình vũa cả năm trời để làm vậy. Thì nó mòn thì đi dục đi mua cái khác thôi chứ có gì đâu. Đừng có quá quan tâm về vấn đề nó mòn rồi mình xài không được. Cái quan tâm á là mình ở giờ mình vô tình đi truyền bệnh cho người ta, lỡ người ta lăn đùng ra người ta chết, mình có thể gọi mình là kẻ giết người luôn đó cả nhà. Thì dĩ nhiên là tôi không có biết là vấn đề phân tích cái nào mới gọi là kẻ giết người, nhưng mà tôi thấy nó cũng có liên quan giết người trong đó rồi chứ còn gì nữa. Lỡ ai mà lăn đùng ra tự nhiên chết cái đổ thừa mình, có phải là mình liên quan không? Trời, đừng nói chi nha, gây lộn thôi mà về nhà mà người ta lỡ người ta nhỉ cầu mình cũng ôm cái nhiệm vụ là bị giết người chứ còn gì nữa. Tại vì gây lộn với mình là người cuối cùng gây lộn rồi, người ta mới nhỉ cầu.
thì cái mình cũng phải là liên quan vậy. Đừng nói chị ví dụ như đang gây lộn bình thường á, tự nhiên á mà hai đứa đang đứng trên cái cầu gây lộn, nó nhảy xuống mình cũng bị liên quan nữa. Mình không có xô, nhưng mà tại vì mình đứng trên cái cầu mình cũng phải bị liên quan, mình là kẻ giết người luôn đó cả nhà. Thì thường thường nó là như vậy đó. Tôi thì tôi thấy nó vậy. Thì nếu mà đi ra thư kiện đi ra đó sẽ nói chuyện với ông tòa thì tôi không có biết phân tích gì cái chuyện trắng đen, nhưng mà tôi nói vấn đề tâm hồn, cái suy nghĩ của mình cũng có liên quan. Về nhà thế nào mình cũng sẽ khó ngủ mà coi, là bởi vì mình cũng sẽ biết là lỡ không biết cái thằng đó nó nhảy cầu rồi nó có chết liền không trời, nó chết liền rồi biết nó có linh thiêng gì không, mà nó về nhà nó báo mộng mà thấy bà nội luôn chứ đừng nói đó. Bây giờ mình cứ đứng đó mình hang nãy giờ ngày nào mình cũng ra cầu, ai tao đã rảnh nó gây lộn mày có chút xíu mà tự động mày nhảy hả mày, không liên quan tới tao à. Trời đó, tao nói mày, mày chết là mày chết mày đi luôn đây, mày đừng có ghé về đó rồi mày hù dọa tao, mày nhảy cầu là mày tự nhảy cầu không liên quan tới tao nha. Không lẽ ngày nào mình cũng ra cái cầu đó mình nói phân trần với cái thằng đó để cho mình về mình ngủ ngon giấc, đâu có đâu. Tôi nói hả, khi mà mình làm cái chuyện gì mà mình cảm thấy mình hại ai đó rồi, bề ngoài cái miệng nói cho ngon lành chứ tâm hồn ai cũng yếu mềm hết trơn ấy, thế nào về nhà mình cũng sẽ ngủ không ngon giấc cho mà coi. Cái câu chuyện này tôi biết này nghe. Tôi nói con đứa yêu đứa kia, hai đứa gây lộn nhau, gây lộn nhau, bỏ nhau, bỏ thì bỏ, có gì đâu, trời không yêu nữa thì bỏ thôi. Trời thế gian này biết bao nhiêu người, tự không yêu người này thì yêu người kia, còn có gì đâu, nếu không bỏ cái tiệm này đi qua cái tiệm khác làm. Đó, nói cho thiệt là ngon, khi lúc mà gây lộn thì cái miệng ai cũng muốn thắng hết trơn á. Nhưng mà khi mà đi về nhà rồi nó bỏ mình rồi kìa, về nhà có bị thê lương hơn không vậy? Chợ bà đừng nói là bị bỏ rồi thì mình không bao giờ tưởng tượng nhớ người yêu cũ nghe, nhớ bà nội luôn á chứ đừng nói là bởi vì thế nào là cái tâm hồn mình cũng sẽ bị ế ráy. Không biết là rồi biết chị thôi, lúc đó đừng đi lộn nhường cho nó mẹ cho rồi cho nó khỏi bỏ mình. Trời ơi, lên tiếng con bua làm gì cho nó bỏ, bà cho bỏ rồi giờ cho chừa chẳng hạn vậy. Thế nào rồi về nhà tâm hồn mình cũng sẽ bị rây đứt, huống hồ chi là vấn đề truyền bệnh rồi lây ra lỡ mấy người ta chết thì sao. Tôi thấy đó, cái câu chuyện đó là cái câu chuyện cực kỳ là quan trọng đó cả nhà. Thôi giờ cho chắc ăn. Tôi thì tôi thấy là tôi không phải là tôi suối, nhưng mà tôi thấy cái điểm đó đúng. Mình làm mình ráng sát trùng chút xíu đi, khách đông khách mấy mình cũng nên sát trùng. Nếu mà cái đầu giũa đồng của mình á, mà mình đang giũa mình không có đủ thời giờ để mà sát trùng giữa người khách này giữa người khách nọ, mình nên mua 2-3 cái đầu đồng. Bộ kèm mình cũng nên mua 2-3 cái bộ kèm để cho những lúc mình làm người khách này thì cái bộ kèm kia mình đang ngâm sát trùng barbicide hay cái gì đó để cho nó có cái khoảng cách. Chọn còn đó là chưa kể là nhiều cái thao tác của mình sơ ý mà lỡ người ta quay video mà tung lên mạng là mình sẽ bị toi đời. Là tôi thấy cái tình trạng này là nhiều nhất trong lúc làm chân này cả nhà. Nhiều lúc đang làm chân mà tiệm khách đông đó, thì người thợ này đang ngồi ở cái bồn làm chân này đang làm cho người khách này vừa xong leo xuống, thì cái người khách ngồi cới bên cái tiệm hồi nãy đó chưa có được thợ nào làm rồi, bởi vì người ta không, người ta đang chờ thợ đó. Thì cái người thợ mới vừa làm xong kéo cái xe làm chân, kéo cái ghế lết qua cái bà khách ngồi cới bên làm. Thì cái điểm đó là cái điểm mà quan trọng nhất, là bởi vì bà khách bà biết hết trơn á, bà thấy rõ ràng là cái bộ kèm búa mình mới làm bà khách kia còn chưa đi rửa đi dẹp luôn, mà lôi nguyên cái xe làm chân qua đây rồi lấy cũng cây kèm đó tới móc móc khử khử bà khách mới. Bà cũng ớn, bà cũng quảng hồn quảng dí chứ không phải giỡn chơi đâu. Chẳng qua nhiều lúc cái ly kèm của mình á, mình ngâm trong cái nước gì á thì làm bà khách bà tin tưởng chắc nước đó nó giết vi khuẩn lẹ lắm, chỉ cần chọt vô là vi khuẩn lăn đùng ra nó chết. Bà tưởng tượng là như vậy cho nên bà tự trấn an thôi, chứ thật ra mình đâu có dùng cái dung dịch nào hoặc là cái solution nào mà có thể lăn đùng con vi khuẩn ra nó chết trong vòng 5 giây được đâu. Người ta ngâm cái xích trùng đó trong cái kèm đó, ít nhất phải là 10 đến 15 phút thì cái con vi khuẩn đó cũng phải cần có thời gian nó ngáp ngáp, nó lăn đùng lên nó chết chứ. Tôi không biết lý do tại sao cái con vi khuẩn nó gặp barbicide hoặc là alcohol nó chết, nhưng mà nó phải cần thời gian nó mới dãy đùng đùng nó chết, chứ đâu phải như tự nhiên vừa ngâm nó vô là nó chết liền tại chỗ, nó cần 15 phút nó mới chết. Đó, đó là chưa kể là mấy cái con vi khuẩn mà nó trốn đâu trong mấy cái ngỗng kèm đó, đâu phải là thứ xích trùng nào nó cũng giết ngay tại chỗ đâu. Tôi không hiểu lý do tại sao mà tôi không biết là cái thuốc sát trùng đó là cái quỷ gì mà sao làm cho con vi khuẩn nó chết mà nó chết chậm vậy ta. Theo lẽ là tôi thấy là chuyện nói chuyện rất là bình thường thôi. Thí dụ như cái con vi khuẩn nó như mình đây, để cho tôi tưởng tượng đi hen, để cho nó hợp lý. Con vi khuẩn nó cũng giống như mình này, nó cũng có cái miệng nè để nó ăn, thì cái miệng nó ăn thì nó mới bổ béo, nó mới đẻ ra được chứ. Rồi sau đó nó cũng phải có hai con mắt, rồi nó phải thấy đường, nó mới mò mò, nó bơi bơi trong cái vụ mà trong cái kèm chứ. Ví dụ như bây giờ con vi khuẩn nó dính ở trên cái đuôi kèm thì nó phải có con mắt để nó thấy đường, nó mò tới cái đầu kèm. Rồi sau đó lỡ mà cái kèm nó cắn vô cho cắn cắt da ai đó thì con vi khuẩn nó phải có mắt nữa, nó chui vô nó cắn người ta để làm sát trùng chứ, đúng không?
nó phát sinh nó là như vậy thì con vi khuẩn nó phải có con mắt. Nhưng mà cái giờ cái vấn đề sát trùng thì sát trùng là đối với mình á, ví dụ như là alcohol đi thì nó rất là nồng, mà khi mà nồng rồi đó thì mình thấy nó nồng thì vô cái lỗ mũi, thì tôi nghĩ con vi khuẩn cũng vậy thôi, nhúng nguyên cái con vi khuẩn ở trong cái sát trùng như vậy thì chắc trước tiên là nó cay mắt, thì nó cay mắt thì nó phải chớp mắt, rồi sau đó nó uống nguyên đóng thuốc tẩy ở trong cái người của nó thì nó vô trong nội tạng, thì nó phải cần thời gian nó ngáp rồi mới lăn đùng thì nó chết chứ. Theo lẽ nó là như vậy. Bởi cho nên khi mà mình đi học Stateboard là người ta cũng nói cần ít nhất là 10 đến 15 phút ngâm những cái bộ kèm trong cái barber size hoặc là những cái dung dịch sát trùng thì con vi khuẩn nó mới cần thời gian nó chết, chứ không thể nào mà trọt kèm vô là nó chết liền được đâu. Bởi cho nên mình không thể nào mà mình lôi cái ly kèm của mình từ người khách này mình lết qua cái bồn làm chân và cái bên ngồi đó để mà làm liền tại chỗ. Bà khách bà biết hết trơn á, bà thấy bà đâu có mù đâu, mình có mắt người ta cũng có mắt, mà đồng thời mình có mắt nhưng mình đang sử dụng mắt của mình đi làm cho nên mình rất bận, còn bà khách mắt của bà đang rảnh ngồi ngửa trên ghế spa có ở đâu làm. Trời ơi, bà con bữa nào mà gặp tôi chui trong cái tiệm nail cho tôi diễn tả cho thấy, bỏ thử bỏ tôi lên ghế spa đi, tôi ngồi tôi dòm từ đầu đến đuôi hả, trời ơi, ai làm nhiêu tiền tôi biết luôn á, chứ đừng nói chi là một khách rảnh. Người ta đang rảnh, mắt người ta rất là ra giáo gia giáo giết và đủ thứ trò hết trơn á. Bởi cho nên cái thao tác của mình lớt qua không có sát trùng, không thay đổi ly kèm bộ kèm, lớt qua làm là người ta biết liền tại chỗ. Bởi cho nên nó phải ráng là cẩn thận, người ta biết đó. Thì điều quan trọng nếu mà người ta biết, người ta quay cái video chẳng hạn, rồi người ta nói xí xô xào, trời ơi, nó nhỏ xíu mà Mỹ nó hay nói chuyện nhỏ lắm chứ bộ. Mình đâu phải là người ta nói là người ta biết được liền đâu. Có nhiều đứa hả, nó chơi lanh lắm nha, nó chơi TikTok luôn, nó vừa quay cái mày coi kìa, đó mày coi cái con nhỏ kia, nó không có chịu sát trùng tao kìa, cái con đâu rồi, nó lỡ mới lấy cái ly kè bố con khách rồi, cái mà bây giờ nó đem qua nó cắt cho tao là tụi bay ở đó, coi chừng gọi xe cấp cứu. Nó làm những cái trò đó thôi, nó tung lên trên TikTok, mà tao nói thật, cái chân TikTok đó nó đi rất là lẹ luôn. Tôi không biết chức năng TikTok là cái quỷ gì mà nó đẩy cái video đi cực kỳ là lẹ, là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiệm của mình. Mà nó đâu phải là ảnh hưởng tới cái tiệm trước, khi nó ảnh hưởng tới cái tiệm là ảnh hưởng tới cái bà thợ rồi. Tại vì bây giờ nó quay thì nó phải quay luôn cái nhân vật làm, mà bây giờ thợ mình che cái miệng đi chăng nữa thì nó cũng lòi hai con mắt, nó cũng biết ai với ai chứ bộ. Bởi cho nên vấn đề đó mình ráng để ý, sát trùng là phải sát trùng thiệt, và mình phải cố gắng phải sát trùng để cho những cái tai nạn đó nó không có xảy ra, người ta không có quay mình. Chứ nếu không á, sớm ra sớm sát là tôi thấy tai hại có thể tập ập đến bất cứ lúc nào, mình đâu có muốn cái vấn đề mà bị tai nạn đâu. Làm việc mà đâu có ai mà muốn bị tai nạn đâu. Thì đúng là trong tâm lý của thợ nail, coi đâu, nếu mà xảy ra chuyện gì bất quá mà chủ đuổi mình đi qua tiệm nail khác làm chứ có gì đâu, làm nail mà có gì đâu, biết bao nhiêu ngàn cái tiệm ở trong xóm kìa, không làm tiệm này thì lết qua tiệm khác làm. Thì câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà thật sự là trong tâm trí của mình nó không có đơn giản tí nào, về nhà ngủ không có được đâu. Trời ơi, tôi nói mình làm lỗi với ai mình cũng sẽ không có bao giờ mà mình cảm thấy mà mình rây rứt, mình cũng khó chịu lắm chứ bộ. Dù rằng là bề mặt của mình á lúc nào cũng có vẻ như là rất là kiên cường, tôi nói nhiều thợ nail kiên cường vô cùng, mới vừa làm là khách chảy máu, chảy máu có chút xíu vô kế, đợi đổ thuốc cầm máu gì chút xíu chứ có gì đâu, rất là kiên cường. Nhưng thật ra trong lòng của mình không có cảm thấy áy náy hả. Trời ơi, mình đây nè, mình đi ra đường mà mình chọt ngón tay vô trong cái cánh cửa hay làm cái gì mà nó xước miếng da, mình còn rên hừ hừ à. Có nhiều bà làm nail về nhà, trời ơi, chỉ có đi xuống dưới bếp đi chiên bánh xèo mà đá cái ngón giò, bắt ông chồng phải bóp cả đêm. Chúng hồ chi là khách mà mình lấy cái đầu sắt mình vũ người ta cho nó chảy máu, thử mọi cái vết đau nó đau đến cỡ nào. Mà đâu phải là người ta đau tại chỗ đó không đâu, về nhà người ta còn bị nhức thêm ở nhà nữa. Khách người ta cũng lịch sự, không lẽ giờ tự nhiên ta đái trong quần liền tại chỗ, trời ơi sao nó đau quá, trời ơi ta đau quá, ta chịu không có nổi, trời ơi sao mà đau dữ. Đâu có ai mà la làng lên kiểu đó đâu, tại người ta lịch sự, người ta kiểu như Mỹ mà, hay lịch sự. Thấy nhiều khách kế bên, tôi cười đó, bóp bụng, chịu đau chút xíu, tay quéo gì, đau chút xíu đâu, có chút xíu, có gì đâu, tại người ta lịch sự thôi. Chứ thật ra là cái vết cắt đó nó rất là đau, đặc biệt nhất là cắt mà cắt mấy cái ria của cái ngón tay nó rất là đau, mà cắt mấy cái ria của ngón chân nó rất là đau, nó cứ kiểu như nó cứ nhức nó cứ rêm cũng giống như mình đi chích thuốc đi, chợ lụi mình cái vô cánh tay, về nhà nó không có chảy máu gì chân nhưng mà nó vẫn ê nó đau. Mà đặc biệt nhất là cái chỗ mấy cái cuticle, mấy cái dòng mà da non ở chỗ cái móng tay chỗ này là nó đau lắm luôn đó.
nó đau hoài nha. Bây giờ bữa nào mà mình thử tự mà mình ngồi mình nổi cái cơn điên lên mà mình rứt da ra chết của mình coi, rứt luôn hồi coi nó cũng bị rây rứt. Mà cái bàn tay của mình á là mình hay đụng chạm, về nhà rửa chén, nấu ăn, làm chuyện các kiểu, mà cái tay của mình hay rờ mó rờ rẫm tùm lum tùm la, thế nào cái vết thương nó lại càng đau hơn. Cho nên đừng có nghĩ cắt người ta chút xíu là không sao, người ta về nhà người ta nhức dữ lắm. Đó là chưa kể có nhiều người người ta cắt cái bị cắt như vậy đó, về nhà người ta không có bị nhiễm trùng ở tiệm mình, nhưng về nhà người ta làm cái việc gì thêm nó vô tình nhiễm trùng thêm, rồi người ta lại đổi thừa tiệm nail của mình. Tình trạng đó thường xuyên vô cùng mà không ai nói, là bởi vì mình không có rảnh. Chỉ có tôi rảnh tôi mới lên tôi nói mà thôi. Bởi tôi khi mà tôi rảnh tôi lên tôi nói thì cả nhà đừng có nói được nhiều trời vẫn. Tôi không hề nhiều chuyện, chẳng qua tại vì tôi rảnh tôi đói thôi, còn ai cũng bị bận hết trơn, ai cũng lên Vũ Phương xét đâu có chịu đói. Còn tôi rảnh nè, để tôi đại diện tôi nói cho bà nghe. Có nhiều người tình trạng nó thường xuyên dữ lắm, người ta về nhà tay người ta rờ rẫm, ai biết đâu, biết rờ rẫm đâu. Trời ơi, để tôi nói nha, Mỹ á, tôi nói cũng có nhiều người ăn thích mất ngón tay, nhiều người ngủ người ta thích ngậm ngón tay, nhiều người á gặp người yêu không thích lấy ngón tay chọt trong miệng mình mà thích ngón tay chọt trong cái mỏ của thằng người yêu. Có nhiều đứa nó có cái tính nó rất là kỳ lạ, mà miễn là cái bàn tay của nó dùng sử dụng cái bàn tay nó rất là kỳ lạ đó, đôi mình không biết là nó sẽ dùng vô đâu. Bởi trên khi mà nó dùng vô trong mấy cái việc đó thì vi khuẩn của ai đó, của ở đâu đó, nó vô trong cái vết thương, nó làm cái vết thương nó tai hại hơn. Nhưng cái đứa khách nó không có đổi thừa những cái việc đó, nó chỉ đổi thừa cái vết thương là do mình xảy ra, rồi nó nghĩ là bị nhiễm trùng là do mình, nên nó có đè đầu mình ra nè, nó đã thừa thôi. Đó là chuyện cũng rất là bình thường. Chứ bây giờ tự nhiên nó đang về nhà nó ăn gà rô ti, trời ơi má nó nấu ngon quá, tự nhiên nó mất ngón tay, không lẽ nó nghĩ ủa gà rô ti gì nhiễm trùng ngón tay nó? Đâu có, ngày nào nó cũng mất mà. Má nó nấu rồi ăn ngon quá thì nó phải mất thôi. Thì khi mà nó mất thì tự nhiên tình cờ nó có cái vết xước đó, nó mất vô, ai biết trong miệng nó có con virus vậy đó, nó cắn luôn cái ngón tay người ta làm sao. Còn nếu không á thì nó lấy cái ngón tay đó, cũng cái ngón tay mà nó làm cái việc khác, thí dụ như là nó đi làm make up nè, nó cũng quẹt vô make up rồi sau đó quẹt vô trong người của nó. Nếu không nó đi vô trong cầu tiêu, nó xài tay của nó chẳng hạn vậy, thì thiếu gì chỗ để mà chấm trọt. Trời, nó chấm trọt vậy rồi vi khuẩn ở chỗ khác nó nhào vô, nó cắn cái vết thương nó tè lè ra. Nó không có nghĩ là nó là người làm cái vết thương nó tè lè, nó chỉ biết mình là thợ nail làm vết thương nó cắt cho nên nó bị tè lè, nên nó thừa mình là đúng rồi. Theo cái tâm lý học mà một cái loại khoa học nghiên cứu phân tích ra, cái công việc thừa nhau với cái điểm đó là rất hợp lý. Theo ông tòa thì tôi nghĩ ông tòa ông sẽ chấp nhận luôn. Tại con nói chuyện nó đơn giản. Mày biết ông tòa, cái tay tao đâu có bị gì đâu, tự nhiên lúc tao vô tao làm nail, tự nhiên cái con kia nó cắt tao cái chảy máu, từ đó về nhà tao bị rơ, tao bị đau đớn, rồi sau đó nó làm mũ làm máu, thì tao nói là cái con này đó tòa. Trời ơi, cái con này nó cắt tay tao này, thì ông tòa nói vậy hả, rồi hợp lý rồi đó, con này đền tiền cho cái con kia đi. Thì câu chuyện nó lặng vậy, rất là thường trực, kinh khủng là thường trực. Bởi vì cho chắc ăn, mình làm mình để ý chút xíu, trời ơi, phải ráng sát trùng mấy cái đầu đồng dũa móng bột, phải sát trùng tất cả những cái kèm búa nào mà mình sử dụng, phải sát trùng. Đặc biệt nhất là cái kèm cắt móng cũng phải sát trùng. Nhiều người hay phân tích một cách rất là chuyên nghiệp, mấy cái kèm là cắt móng nó chỉ có đụng móng thôi, nó đâu có đụng da đâu mà sát trùng chi. Lạ đời, tay của mình cầm vô cái đó là mình phải sát trùng rồi, chứ không có được phân tích gì ở đây hết trơn á. Không có phân tích gì mà nó có đụng gì, không đụng cũng phải sát trùng nữa. Người ta đã, chính phủ người ta đã ra cái luật rồi, hỡi mà nó bằng me đồ là phải sát trùng. Mình lấy tay mình đụng vô nó phải sát trùng. Ví dụ như bây giờ lấy cây búa hoặc là lấy cái máy cắt cỏ mà ban đi dùng tiệm nail mà không có dùng cho khách, mình không có đụng thì nó không cần sát trùng. Mà lỡ mà lấy cái bàn cái cỏ lên trên đó mà lấy cái tay đụng vô là mình cũng phải sát trùng luôn cho coi. Thì cái luật người ta nó nói là ăn vậy rồi mà, thì đi sát trùng đi, cứ ngồi đó phân tích phân bua làm chi. Rồi phân loại, phân tích thì tôi nói Việt Nam mình giỏi, tôi nói giỏi kinh khủng, là giỏi kinh khủng luôn á. Trời ơi, giỏi, ngồi đó phân tích giống như là bà là người thông minh tuyệt vời lắm nghe. Cái loại này nó đâu có đụng da đâu mà sát trùng chi cho nó mệt vậy. Cái nào mà nó đụng da thì mình cần sát trùng, chứ còn nó đụng da nó sát trùng chạy, trời ơi mất cao. Con virus đâu có biết bò đâu, trời ơi, nó bò bà cố luôn chứ đừng nói ai biết con virus nó có biết bay hèn không. Trời ơi, mà tôi nói hả, virus nó lây lan dữ lắm, nên phải cẩn thận, mình phải sát trùng cho người ta. Đừng nói chi nghe,
Trời ơi, đừng có nói chuyện Việt Nam mình đây nè. Tới đây Việt Nam của mình, nhiều lúc á, mình á, lúc nào mình cũng cho mình là xung xa hụt lũ hết trơn trời á. À, nhiều lúc mình đi hớt tóc đây, hồi nào giờ hớt tóc có bao giờ liên quan tới vấn đề sát trùng đâu, mà từ khi cái lúc mà mình trở thành Việt Kiều rồi đó, tự nhiên cái mình ớn ớn ra mấy cái tiệm cả mặt quấy tai, mình tự ớn. Tại sao vậy? Tại mình Việt Kiều thôi, chỉ vì cái mọc Việt Kiều thôi mà mình ớn ớn ra cả mặt quấy tai, cái lưỡi lam nó cạo tới lỡ lui nữa mà nó cắt một cái rồi da sát trùng hả. Cái cây quẩy tai quẩy quẩy cục cứ lấy trong lỗ tay đó, không chịu lấy mà nó chọt chọt nó không nhiễm trùng đó, thấy chưa? Tự nhiên con người mình tự cho mình con người cao cấp lên. Mà nếu mà mình đã tự cho mình là người cao cấp lên thì cũng triệu triệu con người khác, đặc biệt như khách neo, người ta cũng tự cho người ta là cao cấp lên, người ta cũng nhìn mình như đôi mắt đó. Trời ơi, vô đó hả, cái kèm không biết nó có sát trùng hay không ta, cái đầu vũ đồng không biết nó có sát trùng không ta, mà mình thì tối ngày mình cứ nghĩ là có chứ sao không có. Bài yên tâm, vô đây tôi ngồi tôi vũ ngày chỉ có mười mấy con chứ có nhiều đồng sát trùng, có chứ ta có bằng ta sát trùng chứ. Thì khách người ta cũng lo lắng ở cái điểm đó, mà chẳng qua người ta lịch sự, người ta không có nói thôi. Không lẽ giờ tự nhiên vô cái làm neo gặp cái con tư, cái thợ khách neo hỏi nè tư, hồi nãy tao thấy mày khách gì làm gì rồi, mày có sát trùng chưa tư? À, mấy cái đầu vũ đồng này mày nhớ mày vũ tao nghe, mày lấy vũ giấy cái loại mà cây vũ mà mày xài xong làm dục đó. Bây giờ thử nghĩ bà khách mà chỉ cần yêu cầu con tư làm điều đó, con tư nó đứng lên nó chửi cho nghe. Tao nói cái con tư trong thợ trong cái tiệm neo nó có dựa đâu, khách nào mà vô yêu cầu nó nói đâu, bắt đầu có tụi bay ơi có con biển hết này, tao không có ưa tí nào hết trơn á, đi vô đây đủ điều. Vô đây là mày đặt hỏi cái vấn đề xét trùng, chờ bà sợ xét trùng rồi mày đừng vô tiệm neo chi rồi giờ ngồi đây sợ xét trùng, sợ bị lây bệnh lây lan. Ông mẹ mày hết ám rồi, mày ơi tụi tao không làm đâu, ai làm mày làm đi. Trời, tụi nó cái bệnh đó là xảy ra thường trực nhất. Mà không hiểu lý do tại sao mà 100 thợ neo đều có một cái thao tác suy nghĩ chung, một cái thợ neo như cái con bốn đó hết trơn á trời á. Trời, mình suy nghĩ là đơn giản xíu thôi, cái bà khách nó mới nói chuyện bình thường mà. Bà khách nó yêu cầu rất là bình thường, người ta hỏi cũng rất là bình thường. Chỉ có mình là mình cảm thấy mình tỏ vẻ không được bình thường là do mình chứ đâu phải là do bà khách đâu. Thì người ta đã suy nghĩ từ lâu nay rồi, người ta vô người ta yêu cầu có chút xíu vậy thôi. Thì bây giờ ví dụ như mình nói chứ mình rõ ràng mình đừng có tự ái. Tự nhiên mình tự ái chi? Tại vì mình nói dơ mình muốn tự ái thôi, chứ nếu mình ở sạch mình tự ái vậy. Đúng không? Nếu mà mình ở sạch mình nói dơ. Có. Tao có hai bộ đồ nghề lận đó mày. Ba bộ luôn đó. Bộ xanh làm khách kia tao không đợi qua anh kia mới sát trùng, anh kia mày thấy ông trong kèm búa đang ngâm ở trong cái dung dịch ra sát trùng. Bởi tao cũng có thích biết con vi khuẩn mày ơi, tao không có ưa mấy cái con đó từ cái lúc mà corona nó đẻ ra trên thế gian này, tao không có tin bất cứ một con vi khuẩn nào hết. Nên tao đã sát trùng anh kia. Bộ này tao đang xài, bộ mới, không có vi khuẩn ở trong đây đâu. Tao nghĩ vi khuẩn nó chết hết trơn rồi, nãy giờ tao ngâm là 10 phút lăn đùng đã chết hết rồi. Cho nên mày yên tâm. Đó. Thì thí dụ như bây giờ mình đừng có cái thái độ mình kỳ thị cái bà khách đó. Là cái chuyện đó chuyện rất là bình thường, nhưng đại đa số thái độ nó sẽ rơi vào cái tình trạng thái độ của con bốn mà ra. Cho nên là bao nhiêu người thôi tao làm bắt đầu khách chịu vô tiệm nail làm nail mà bị đặt đòi hỏi sách trùng, ủa sách trùng có đứa ra sách trùng chưa, mang đồ mới ra đòi hỏi khách này tao không chịu đó. Cứ kiểu toàn là cái kiểu như vậy thôi. Tao nói cái e đó là nó y chang cái tiệm nào đó cũng có e đó trơn trời á. Bà tôi thấy á, mình là do mình ráng cố gắng bớt nỗi nóng chút xíu, mình nóng quá, mình dễ nóng quá. Tụi nó khách nó vô chị nó hơi con cầu thôi, nó chưa có chửi bới mà khi nào mà chửi bới đứng lên cãi tay đôi cũng chưa muộn, chứ có gì đâu mà chưa gì mà tự nhiên nghĩ đông đẫm nó rỗng lên chân gì mất công buồn cho người ta vậy trời. Thì cái điểm đó là cái điểm tôi thấy sửa ngang bỏ đi, bắt chước cái tánh của con bốn là xấu đó, bỏ đi, nó không có tương lai. Tại vì cái tánh đó là cái tánh bất bình thường. Trời ơi, ai cho tôi cái mặt giận vậy trời? Bản giận là chắc rồi, cha nào cho tôi mặt giận là chứng tỏ là có cái bệnh con bốn đúng không? Có cái bệnh con bốn, đồng cảm với con bốn mới cho tôi cái mặt giận đúng không? Là bởi vì tôi nói cái bệnh của con bốn ra đây là trúng 100% đúng không? Bởi vì vậy mới cho cái mặt giận đúng không? Thôi đi bốn ơi, bỏ đi bốn à. Trời ơi, cái bệnh đó không có tốt quá nha, cái tánh đó là tánh xấu á bốn, thay đổi chút xíu đây. Trời ơi, thay đổi cho con người của mình nó được cười lên, chứ tự nhiên đưa cái mặt chằm chằm ra làm gì bốn, làm neo nó phải vui. Trời ơi, đất ơi, tự nhiên chằm chằm, tôi biết là bà bốn đó, bà bốn chứ không ai cho cái mặt của tôi là cái mặt giận là bà bốn chứ không ai hết trơn trời. Tôi thấy tôi nói thiệt mà, trời tôi đâu có nói, tôi đâu có nói xạo đâu, cái câu chuyện của ông ta thiệt mà, sao làm được, sao dám nói xạo được. Trời đất ơi, còn cái này nữa nghe,
ai nói trời hôm nay sao tôi nói chuyện hăng dưới trời, chắc là tại vì tôi ăn ngọt hay gì, giờ này nửa đêm mà tôi ăn donut rồi cả nhà. Donut nó ngon, tôi nói donut hôm nay nó sale, hôm nay tôi làm á, tự nhiên tôi đang đi vòng vòng cái tự nhiên cái thằng bán donut nó quắt vô hồn. Chiều rồi donut nó xịt lép không có chịu đứa nào ăn hết trơn, trời mà vô đây mà mua một cái cho một cái nó kêu vậy á, mà tôi nói donut nó ngọt, ngọt luôn, ngọt lắm, làm như nó đổ đường hay gì, ngọt lắm. Bữa ăn rất là ngon, bởi khi mà tôi mà ăn ngọt vô con người tôi nó hăng lên, người tôi nó vui ra, lạ lắm, tôi rất là lạ đó. Nói tiếp cho nghe, còn một cái câu chuyện này á, là tôi mới thấy là nó rất là tai hại trong cái nghề nail sắp sửa tới xảy ra đây, mà có nhiều người đang bó tay không biết nên làm điều gì luôn đó cả nhà. Câu chuyện trên mấy cái trang group của nail, có người nhắn tin vô: à, mấy anh chị ơi, mấy anh chị làm nail làm ơn chia sẻ cái câu chuyện này của em không biết là tính như thế nào, cái câu chuyện nó là cái gì. Tiệm em có một con thợ, cái con thợ đó nó chơi Instagram, nó chơi Instagram rồi nó chơi Facebook đó, rồi sau đó nó hiện khách ở trên Instagram đó, nó lôi trong tiệm em nó làm, nhưng mà nó nói với khách của nó trên Instagram á, nè hiện tao là mày phải đặt tiền cọc nghe cái con quỷ kia, mày mà không có tới tiệm tao làm là tiền cọc mày mất, cho nên mày phải tới đúng hẹn đi. Cái tính cách nó rất là chuyên nghiệp á quý vị, nó giống như là Mỹ á, trời ơi thợ Việt Nam mà nó làm việc như Mỹ luôn vậy đó. Nó kêu khách để đặt tiền cọc, khách cũng nghe lời, tại khách nó là khách Mỹ, phải khách Việt Nam đâu, khách Việt Nam là người ta nói cùng điên, mắc gì đi tới làm nem mà phải đặt tiền cọc gì nó mệt vậy, trời đất ơi. Tại khách Mỹ nên nó chịu đặt tiền cọc, đặt tiền cọc cho thợ nail của em, đặt tiền cọc đó khoảng chừng 20-30, gieo thẳng trong nhà băng của con thợ em luôn 20-30 tiền cọc đó. Mà con khách nó vô trong tiệm đó, khi mà nó làm, thí dụ như nó làm là 50 đồng đây, thì cái tiền gieo đặt tiền cọc 20-30 rồi trước rồi trả, còn cái thiếu ngược lại bao nhiêu thì mới móc tiền túi ra trả thêm. Thì đúng rồi, hợp lý rồi, tiền khách mà, tiền cọc chứ phải tiền chùa, trời ơi phải trừ ra cho con ta chứ. Làm cho đã rồi tôi xích đích tôi trả tiền á, bà chủ nói 50 khách. Khách nói đâu có 30 à, tại nãy tao đặt tiền cọc cho con thợ mày 20 rồi nên giờ tao trả có 30 thôi. Bà thợ tí nữa: ủa gì kỳ vậy trời, rồi giờ ai trả tôi 50? Ủa cái phiếu này 50, tôi có cần chia 50 rồi tôi mới tính tiền với bà thợ là 30-50 ra sao, chứ tự nhiên bây giờ khách đưa cái 30 rồi bây giờ phải làm ra một cái quyển sổ viết nháp xuống. À, thợ Apple tiếng Việt là con Tư, làm con khách này tên anh ta Ram, total là 30 trừ 20 tiền đặt cọc rồi, con Tư giữ rồi, bây giờ khách chỉ trả 30 thêm tại bàn mà thôi. Làm cho cái bà chủ bà phải thêm công việc, phải viết rõ xuống khách nào trả bao nhiêu tiền cọc, trả bao nhiêu tại quầy, viết xuống là một cái công việc. Còn một công việc thứ hai cũng cái bà chủ đó bà than phiền: quý vị trên tiệm làm nail cho em hỏi ý kiến là người nào mà trong cái nghề nail lâu năm làm ơn tư vấn giùm em. Cũng cái con thợ bốn đó đó quý vị, nó chơi Instagram rồi sau đó nó lấy tiền cọc của con khách đó quý vị, rồi bây giờ con khách nó mắc mơ, nó đi tới chởi, nó không có chịu tới đúng hẹn, cái con thợ đó nó giữ luôn cái tiền đặt cọc luôn rồi đó quý vị. Tại vì nó đổi thừa là trách nhiệm, là trách nhiệm con khách nó bị mắc mơ, nó không có chịu tới đúng giờ, cho nên nó có quyền tịch thu cái số tiền mà con khách nó đặt tiền cọc rồi. Ủa nghe cái này nó lỗ tai nó hơi chán à, nghe hơi lạ. Tôi thì tôi thấy là tôi không phải là thánh thần thiên địa đâu, mà tôi thấy nó hơi lạ lắm luôn đó. Ủa rồi giờ chủ người ta ăn gì vậy trời, vậy là mấy con Tư nó lấy luôn cái tiền cọc 20 đồng đó, nó nhét trong túi nó luôn. Thì cho 20 đồng đó thì mày phải chia cho ông chủ chứ. Ủa sao lạ hả, tự nhiên khách đặt tiền cọc 20, cái con khách nó bị mắc mơ, cái mà tự mình giật 20 đồng của con khách rồi mày không chia cho ông chủ. Thằng chủ theo lẽ nó cũng phải được là 4% chứ, tại vì luật trong tiệm là anh chia 6-4 hay gì đó, nếu còn trong tiệm chia nữa thì cũng phải đưa cho ông chủ 10 đồng chứ, mắc gì mà con Tư giữ luôn 20 đồng vậy. Giữ thì giữ 10 đồng thôi, đưa 10 đồng cho ông chủ. Hỏi lý do tại sao vậy? Tại vì á tiền này là tiền cọc 20 đồng của con khách, nó đặt hẹn đó, mà tại vì nó bị mắc mơ nó không tới nên tịch thu nó 20, giờ anh chia anh 10 đồng chẳng hạn vậy. Thì mình phải làm cái điều đó nó mới đúng cái thao tác là làm nail chủ và thợ nail ăn chia chứ, tự nhiên bây giờ liên quan nhưng mà con khách nó bị mắc mưa rồi cái con thợ nó giật tiền luôn tiền cọc rồi chủ ăn vậy, lạ đời vậy trời. Cái con chủ đó lên trên mạng xã hội nó mới nói bây giờ em không biết là nói với lại cái con Tư này á làm trong tiệm em như thế nào, tại vì em nói em sợ nó giận, cái mùa này nó đang thiếu thợ các anh chị biết không, nếu mà em nói với con Tư là em không có muốn nó làm cái kiểu gì nữa thì sợ con Tư nó giận, nó cuốn gói nó bỏ đi thì em lại mất người thợ, mà bây giờ em phải nên làm cách nào để nói chuyện với con Tư, đừng có làm cái chuyện đó nữa, em thấy nó kỳ, em thấy nó lạ dữ lắm, em không có thích.
đó. Rồi bây giờ tự nhiên cái bà chủ đó bả cũng phải giấu tên luôn cả nhà, tại vì bả biết bả lên trên mạng xã hội bả nói lỡ bả dùng cái tên thiệt của bả, cái con Tư nó biết được nó tới nó chửi bả thì sao. Bả nói bả dùng tên giả luôn, mà cái con Tư đó không biết nó phải là con 7, con 8, con 9 hay không, mà bả dùng cái tên con Tư mà tôi đoán là cái tên con Tư đó cũng là một cái tên giả luôn cho coi, tại vì bả không muốn liên lệ. Tôi nói cái câu chuyện như vậy rồi bây giờ nếu mà như vậy thì bây giờ mình tính sao? Mình tính sao? Theo tôi thấy nó rất là đơn giản, nó cũng rất là lạ đời á. Tư không biết là anh, không biết là anh Hùng, không biết là Tư làm neo bao lâu. Anh cũng biết là em từ trên cái địa cầu gì mà em xảy ra cái trái đất này. Nhưng thật ra trong cái tình hình tiệm neo đó em nó rất là chung chung. Cái tiệm neo mà em cảm thấy em làm khách mà em chia ra là hai dòng khách khác nhau đó, là khách đi tới tiệm và khách in Instagram đó, là không có đúng nha. Khách đó đều của tiệm hết trơn á Tư à. Trời ơi, tôi dùng cái con đó quen biết ở trên Instagram thì nó quen đâu, nó cũng phải đi trong cái tiệm, nó ngồi xuống thì mình mới làm được neo, thì khách đó khách của tiệm chứ không phải là khách gì mà của Instagram hay là từ trên trời dùm rơi xuống hết trơn trọi. Mà nếu mà khách đó liên quan tới tiệm thì phải gì cũng phải chia chác với chủ cho người ta đỡ sống chứ. Tự nhiên Instagram gì, tự nhiên Instagram bộ Instagram là tự nhiên không liên quan tới cái tiệm hả? Mình cũng phải ngồi đó mình đặt đứt mình vũa nó mới ra tiền chứ. Nếu mà vậy thôi giờ mình xách đứt mình lên Instagram mình vũa đi, vũa cho nên Instagram đó nó để ra tiền, đó là khách đó khác Instagram. Còn bây giờ tự nhiên khách đó ở Instagram, chẳng qua người ta dùng Instagram liên lạc với mình thôi, còn người ta vẫn là con người chứ nó không phải là Instagram. Thì bây giờ người ta đi trong tiệm của mình thì người ta cũng phải ngồi xuống, người ta mới được làm móng tay móng giò chứ, thì bao nhiêu là lời lỗi gì cũng phải chi chác với ông chủ chứ. Tự nhiên con Instagram nó bị mắc mưa cái giật tiền của ông ta không chịu chi cho ông chủ, lỡ mà con Instagram nó tới nó chửi ai? Đâu chửi ông Tư đâu, nó chửi ông tiệm mà, tại vì ông Tư làm cho cái tiệm. Cái này là cái mà tôi thấy nè, nếu mà muốn làm cái kiểu như không muốn chia với ông chủ đó, tại vì thấy kiểu như ông chủ nằm ngửa mà ăn nhiều tiền đó, cảm thấy chọt dạ, mình không ưng lòng đó, vậy thôi mình ra mình tự làm mở tiệm mình làm đi. Còn đi làm cái tiệm của ông ta thì mình phải làm đúng cái chế độ của tiệm của ông ta. Cái tiệm của ông ta người ta cũng phải trả tiền nhà, tiền cửa, người ta cũng mắc mưa như là cái con khách, nên nhiều lúc người ta có lời có lỗ, chuyện đó chuyện bình thường. Mà dù người ta lời một đống đi chăng nữa mình cũng không có chạnh lòng, bởi cái phần đó không phải của mình, cái phần của người ta, tiệm của người ta bỏ tiền ra, người ta làm. Phần mình là mình chỉ có dùng hai tay mình vũa một người khách, chứ nếu mà mình đẻ ra được 10 cái tay á thì mình tính sao. Còn giờ trời cho mình hai tay mình chỉ vũa một người khách thì mình tính cái phần đó mà thôi, còn cái phần của người ta ăn bao nhiêu kệ người ta, liên quan gì tới mình đâu mà mình chột dạ. Tự nhiên có nhiều thợ nghĩ là thấy ăn chi không có công bằng, thằng chủ đâu có làm đâu mà nhiều tiền với ủa, tại nó chủ mà, chỉ cần dùng cái chữ chủ thôi là biết rồi, tại nó là chủ mà. Còn nếu mà không có ưa thì ra tự mở tiệm đây, ai đâu cấm, để ra mở tiệm đi, ra đầu tư cũng như người ta, rồi một mình ngồi đó mình vũa mấy con Instagram nó vũa từ trên trời rửa xuống, vũa cả ngày cả ngày cả đêm luôn, ai cấm. Nhưng nếu mà Tư đi ra mở tiệm rồi Tư mướn thợ vô thì Tư cũng phải tính cái kiểu như bà chủ đang tính với Tư y chang vậy đó. Chứ Tư cũng không có tốt lành gì mà cho tiền cho mấy người thợ của Tư đâu. Tư thường thường nó là như vậy đó, bởi chứ đừng có tính quá. Tôi nói hả, trời ơi, tính nhưng mà tính quá trời quá đất thì dĩ nhiên là cái trang mạng xã hội. Ủa, Tư có trả tiền cho thằng Instagram, có trả tiền cho Mark, cho Facebook chưa? Đâu có đâu, cái trang Facebook đó đâu đẻ ra vậy. À, người ta cho Tư chơi miễn phí. À, thì mình chơi miễn phí thì ai cũng chơi miễn phí, thì người ta xúm nhau chơi miễn phí, người ta bắt gặp những hình ảnh của mình hoặc người ta theo mình trên Instagram, đó là chuyện bình thường. Coi như là mình được có duyên, có cái may mắn đây là người ta theo dõi mình, rồi người ta đi tới tiệm mình, người ta ủng hộ mình, người ta làm neo, người ta thử mình này chẳng hạn vậy, thì coi như là cái điều đó là điều may mắn. Nhưng cái đó cũng không có nghĩa khách đó khách của mình. Sai. Khách đó nó đi vô trong tiệm, nó ngồi xuống cái tiệm, nó mới được phục vụ thì khách của tiệm. Bây giờ nếu mà Tư nói khách đó là khách của Tư đó, lỡ mà con khách đó nó đi tới ngang cái tiệm, nó dắt cục gạch nó té, Tư có đền nó hay không? Hay là tiệm đền? Rồi con khách nó vô trong cái ghế của Tư ngồi, Tư nhiều chuyện, Tư vũa cho nó chảy máu ra, Tư có đền cho nó hay không? Hay là tiệm đền? Sức mấy mà Tư đền? Làm gì mà Tư có tiền Tư đền? Đồng thời Tư làm gì có bảo hiểm mà Tư đền? Bởi vì ở Mỹ này nó thừa, nó không có thừa dâm 300, nó thừa dâm 300 ngàn cả Tư. Rồi giờ Tư có tiền đền cho con khách đó hay không? Mà nói đó là khách đó khách của Tư,
khách của tiệm. Suy nghĩ lại chút xíu, bớt lại Tư ơi, khách đó khách của tiệm, chia cho con chủ một chút xíu, tội nghiệp con người ta, trả tiền bảo hiểm đó Tư. Trời ơi, trả tiền bảo hiểm nó không có phải dễ đâu Tư à. Khi mà bảo hiểm, mà đụng tới bảo hiểm rồi á, bắt đầu Tư mới biết là tốn bao nhiêu tiền nha Tư nghe. Trời ơi, mình làm việc gì thì mình cũng phải có chia chác một chút xíu. Còn nếu mà mình không chia chác thì thôi mình mướn cái tiệm đây, mình lên trên cái Instagram đó, mướn lên cái không gian Instagram đó, mình làm khách Instagram mình luôn đây. Như vậy thì không có liên quan tới cái bà chủ tiệm. Chứ còn bây giờ Tư chỉ dựa cái social media để kết nối với khách, rồi khách dựa cái Instagram nó biết Tư, nó tới cái tiệm của bà này, nó vô trong cái bàn của Tư để cho Tư dũa, nó phải chia cho bà chủ một chút xíu nữa. Đáng lý ra là Tư phải chia thằng Instagram nữa, mà tại Instagram nó không có biết Tư, Tư Anh Giang nó ok, còn bà chủ người ta có hiện hữu ở chỗ này, chia chác với chủ một chút xíu, chứ không thể nào mà đó là khách của Tư được. Tội nghiệp cho bà chủ, tôi thấy bà tội nghiệp đó. Trời ơi, bà lên bà hỏi cái câu chuyện của con Tư mà bà không phải dùng tên, là không phải dùng tên giả luôn đó cả nhà. Tội nghiệp chưa, mà tôi không biết là con Tư nó có coi cái livestream của tôi không. Tôi lên livestream tôi nói thì nghe ngon lắm, mà lỡ tự nhiên như vừa tắt cái livestream lắm mà con Tư nó gọi nó chửi tôi là thấy bà nổi. Chào cho nhiều trẻ nghe. Ơ sao liên quan câu chuyện của tôi mà ông đem lên đây ông ngồi ông kể ông nói đồ này nọ vậy, ông nói như chuyện của ông vậy sao? Trời ơi, cái này là tôi đâu, tại tôi biết cái con Tư là cái con tên giả rồi. Tự nhiên ai đi làm đem mà tên Tư. Trời ơi, dưới quê nó tên Tư, nó lên đây nó không có đổi tên chứ, nó đổi tên là tên Bông, tên Hoa, tên gì chứ ai mà lấy tên Tư. Nhưng mà nói chung á, tôi chỉ kể câu chuyện của cái người ta hỏi trên mạng xã hội dùng cái tên Tư thì tôi dùng tên Tư thôi, chứ tôi không có nói vấn đề cá nhân của cô là con Tư hết trên đây chơi bởi con Tư. Mày mà có coi cái livestream của tao mày mới được nhận tao cái Tư, tao quan mà bị quan, anh Hùng bị quan nghe Tư. Bị quan chứ đừng có tự nhiên lè đầu vô chửi nó mất công nữa. Tôi không có nhiều chuyện nghe, tôi chỉ kể là những cái câu chuyện đó. chứ tôi không có cố tình chăm chọc Tư nha Tư. Trời ơi, tôi đừng có thù hồn với Tư. cái đó là chắc chết luôn á, tiệt luôn á. Trời bớt cái Tư à, tại vì anh Hùng thấy á, hình như là có điều gì đó Tư không có đúng á Tư à, hình như có gì đó rất sai sai. Anh biết là Tư cũng cố gắng vậy lắm, Tư chỉ có muốn có tiền thôi, nhưng mà Tư đừng có giọt, nó kỳ lắm. Có tiền mình phải đi làm, Tư hiểu không, chứ Tư đừng có giọt. Nếu giọt tiền người ta là một cái việc không có tốt đó. Bởi cho nên là Tư ráng thông cảm chủ Tư một tí, thương chủ Tư một tí. Kệ nó, con chủ nó giàu, tại vì phần ai nấy hưởng, nó bỏ tiền nó đầu tư nó mở cái tiệm Tư ơi. Trời ơi, bởi cho nên là bây giờ nó có tiền nó giàu, kệ nó cho nó lấy le đi, phần của nó, phần của mình là mình cứ lo phần của mình thôi. Chứ đừng có cảm thấy như nó có nhiều tiền rồi mình xót dạ, mình muốn ăn luôn cái phần của nó không có được, nó kỳ lắm. Rất là kỳ. Mà cái tình trạng, vấn đề thợ Instagram đó cả nhà, đến bây giờ đó, không phải là mới đâu. Mà tôi thấy rất là nhiều tiệm đang bị tình trạng là build luôn cả một cái hệ thống Instagram riêng cho mình luôn. Là khách chia ra, là khách của tôi hay khách của chỗ của tiệm, khách Instagram giá khác, khách trong tiệm lấy giá khác, lấy giá đủ trên trời dưới đất. Thì theo tôi đó, thì tôi thấy á, có rất là nhiều người đang than phiền trong cái nghề nail. Thì tôi thấy là cái nghề nail thì năm tháng nào nó cũng vậy, nó cũng có những cái trở trăn này, nó cũng có cái khó khăn khác. Mình cố gắng là mình sang sống sao mà cho nó trưởng thành một chút xíu. Mình phải nhìn cho một cái việc nó đơn giản chút xíu thì mình không có bị bực tức. Có nhiều người đó, người ta bực tức là người ta nhảy ra, người ta làm lông mày, rồi người ta làm luôn mấy cái nghề khác. Ồ, nhắc tới cái này thì cho Hùng khoe. Ở sau lưng của Hùng đây là những cái thông tin nó gọi là plasma gas của công ty ngoại quốc, nó gọi là SkinX. Thì công ty SkinX này là họ là làm trong giới skincare facial lâu đời rồi. Cái kỹ nghệ plasma gas này là nó dùng mấy cái kim đó, không biết là ai có ai thấy để ý cái video của Hùng ở sau lưng không, họ lấy mấy cái kim họ chích trên khuôn mặt này nè để kích thích cho mấy cái tế bào ở phía dưới đó nó mọc ra và nó hỗ trợ cho cái da mình đẹp. Chắc Hùng nói là nó chưa có đã, chưa có sang và chưa có rành đâu, nhưng nói chung đây là một cái kỹ nghệ rất là dễ kiếm tiền, tương tự như là xăm phun hoặc là đi xăm hoặc là nối mi. Các anh chị em nào mà đang cần muốn tìm một cái người khác, muốn mở một cái tiệm nail, một cái tiệm doanh nghiệp như thế này luôn, thì hãy liên lạc với số điện thoại ở phía dưới, ở trên đó nha. Nếu không là Hùng đọc cho số điện thoại. Số điện thoại này là số điện thoại gọi là
1888 buy 2995. Buy có nghĩa là mua đó. BUY 2995 1888 buy 2995. Thì gọi vào số điện thoại này có thể đi học những cái lớp này. Cái khóa của họ học là 2 ngày với cái giá thù lao là 2995 đô. Còn nếu các anh chị nào mà muốn mở một cái mô hình kiếm tiền với cái nghề này đó thì cũng liên lạc với công ty này, họ đang có những chương trình gọi là mini franchise, có thể đi tìm để mà hỗ trợ. À, tuần tới này đó Hùng sẽ có mặt tại Houston vào ngày thứ ba tại câu tại cái vũ trường mà H-Town, là cái quán bia câu lạc bộ bia H-Town đó, thì Hùng với lại anh Hoài Tâm và anh Tiến Đức tới đó để mà làm vui cho các quý vị nào đi tới cái chương trình dự sự kiện event Red Thảm Đỏ của Plasma Gas này. Các anh chị nào đang ở vòng ở Houston đó, chạy tới chơi với Hùng, rồi sau đó mình cùng tò mò cái nghề này luôn, coi thử coi là mình có thể học được hoặc sử dụng được, hoặc là mình có thể đầu tư được trong nghề này hay không. Người ta đang làm những cái việc này miễn phí, các anh chị tới đó ăn nhậu miễn phí, học nghề miễn phí, hỏi những câu hỏi về mở tiệm như thế này miễn phí. Tất cả những người nào tới đó hôm đó đều miễn phí hết. Các anh chị nào mà đang có rảnh nhớ cho Hùng một cái lịch nha, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ chiều gồm có anh Hoài Tâm và có Tiến Đức ở khu đó trong tiệm H-Town tại Houston, Texas. Và qua ngày mốt thì khoảng chừng ngày 17, 18 họ có cái lớp training. Nếu các anh chị nào mà muốn cần ghi danh vô cái lớp training thì nên ghi danh vô trong để học thêm cái nghề này, là rơi vào ngày 17 và ngày 17, 18. Và trong tương lai công ty mà Plasma Gas, của sản phẩm của Plasma Gas này đó, họ sẽ đi rất là nhiều thành phố. Thì các anh chị cứ theo dõi livestream của Hùng, Hùng sẽ thông báo các anh chị là họ đi tới thành phố nào, các anh chị có thể tham gia để mà đi học lớp của họ hoặc tò mò cái nghề này. Thì nói chung là Hùng có đi qua trong cái event này một lần thì thấy cái thao tác làm cũng rất là khá dễ. Những anh chị nào mà làm trong cái thủ công làm nail hoặc là gắn mi đó, hoặc là xăm lông mày đó, thì chuyển qua cái nghề này cũng rất là dễ. Bởi vì giống như là những cái giống mình cầm giống như cái đũa đó, mình cứ chích li trên cái mặt như này để cho mình táo tạo cái làn da, rồi sau đó mình cũng trị luôn là nét nhăn. Rồi không biết là tôi cười quá, không biết nó có nhăn không, bữa nào tôi kêu ông chủ trọt tôi. Tôi cũng muốn trọt vậy lắm, nhưng mà tôi bắt cỡ. Tôi bắt cỡ không lẽ tôi nói chứ, nè, trời ơi, tôi thấy trọt xong rồi dễ chứ, thôi giờ tôi đưa nguyên cái mặt ra, trọt hết nguyên cái mặt của tôi cho tôi được đẹp ra. Tôi hơi mắc cỡ, nhưng mà tôi nói hỏi nhiều người, tôi thấy trọt ra đúng là cái người nó da nó căng ra và nó bóng và nó đẹp, nếu mà nó peel off, cái old skin off và the new skin grow nào, xong lại tạt. But anyway, I think you guys should look into this. Tại vì cái gì mà nó mới mẻ mình nên tò mò, mình nên học, tại vì mình lần nào mình làm trong cái nghề nail mà lúc nào mình cũng looking for something new, right? We want something extra. Thì đây là một cái dịp cho các bạn move on, get something extra, get prepared for yourself, coi thử là mình có thể sử dụng trong tiệm nail mình được hay không, hay là mình có thể thành một cái chuyên viên làm nghề này hay không, hoặc là mình có thể mở căn tiệm này để mà investment hay không. I think this is the chance for you guys come out and look into it. Tại vì cái này á, thấy làm nhiều người đó cái kim này nè, cứ chọt kiểu gì đó, cứ chọt thấy đứng chọt gì đâu mà khoảng 15 phút, chọt tính tiền 1000 đô, chọt 20 phút, tính tiền 1500 đô, sao mà dễ dưới trời. Cái nghề chọt là cái nghề làm nail mình đó, tại vì mình chọt hột xoàn, ngày nào mình cũng chọt hột xoàn rất là dễ mà. Tôi nói là con trai nó cũng chọt rất rành, mà con gái nó cũng biết chọt rất là rành. Đó là chưa kể là con gái gắn mi với lại làm lông mày rồi, thì bây giờ có thể tham gia vào trong cái nghề này. Cái công ty này là công ty SkinX và cái sản phẩm đang service gọi là Plasma Gas. Cái service này có rất là lâu, họ sử dụng ở Hollywood và những cái nơi sửa sắc đẹp rất là nhiều. Nhưng bây giờ có một cái công ty Apple Nail System này, họ là một trong những người tiền phong Việt Nam mình đi tiền phong đưa cái kỹ nghệ này giới thiệu cho cộng đồng nail người Việt của mình. Thì nếu mà mình có thể bắt được cái làn sóng này mà mình đi trước thì nó không có nothing to lose, and also they don't cost you nothing anyway. Come out, see what's going on, make sure that you interested in it, cảm thấy làm được, sign up, đi ghi danh đi học. Who knows, you're gonna be rich. When you're rich, thanks me. Don't forget, okay? Bye. I'm gonna see you there, okay?